Đây là phong cách của một cái nhà hàng bán rượu Rucker, phong cách của Thổ Nhĩ Kỳ các bạn. Tên của nhà hàng đây. View cực kỳ là đẹp. Khi mà ăn ở những cái nhà hàng uống rượu Rucker như thế này thì họ sẽ thường có những cái món khai vị như thế này, chủ yếu là yogurt, phô mai, bánh mì. Đây là món nấm người ta nướng lên. Đây là món chính này, cá nướng. Đây là view các bạn. Tính ra là khoảng tầm 1 triệu tiền Việt Nam. Nhà hàng này thì có hai mặt. Đây là mặt ở đằng trước này, cũng rất là xinh luôn. Nhưng mà mọi người thì thích ngồi ở mặt phía sau, bởi vì là có view biển. Nhưng mà mặt ở phía trước này mọi người nhìn thấy không? Xinh chưa? Cửa sổ toàn là hoa, nhìn xuống dưới đường đáng yêu. Và họ lại còn bày trí cái bàn này kiểu như này nữa, cho toàn là ly vào đây, cốc vào đây, sau đó trang trí những kiểu nhà hàng như là nhà hàng kiểu cổ xưa.